cho con chân thù tên ni y là phi la tô mà con nay xem chẳng thấy sự gì lỗi thì kiến ta nhưng mà quân nay kêu ca chẳng ý ý cho ý thì phi la tô phó đứng ý Chúa Giêsu cho mặc phu hê dô đê xét mà hê dô đê hỏi mọi lẽ xong lẽ đứng y Chúa Giêsu chẳng thưa một điều cho nên vua ấy giận mà chê ý rằng người này dạy nào biến đi gì mà nộm cho ta xem làm ý sao ý. Đoạn khiến lấy áo trắng cho mặc mai ý rằng người dài thì mặc áo ấy mà đem về cha quan phi lại ý tôi khi con đi dọc đường thì các quân ấy đánh đứng y Chúa Giêsu cũng làm những sự xấu ý hội phi la tô thấy đứng y Chúa Giêsu thì thương vốn tôi dù sao đến ngày lễ cả thương tha một người tù cũng có đưa trộm cướp giết người tên là ba gia ba cầm ý đôi thì phi la tô hỏi dân ý, ý rằng một là Giêsu hay ý là ba gia ba bấy muôn tai ý ai bấy ý giờ dân thưa ý rằng tha ba gia ba diễn Giêsu mà ý trời khi ngắm bấy nhiêu sự thì nguyện
y mừng y thương đứng y Chúa Giêsu xưa chiều sâu vì chúng con xin cho chúng con được lòng kính mến đứng y Chúa Giêsu trên hết mọi sự cho bắn trướng quân du reo yêu kẻ gian dữ mà bỏ mạch mọi sự lành làm ý chí. Amen.